trôi qua đời đại dương, ta gào thét sẽ thắng trời xanh. Hồng trần kia nguy nan dù bao trong gai bao dòng ngày gì khốn khó, anh và tôi không chung dòng máu. Những thề tiếng bước không đôi dài, bao lời danh từ nay chúng ta kề vai vững tin để một đời sau. Đại ca Bi, nói điều quân sự. Theo sự quan sát của em, những ngày qua khu của Đại Phi là khu có nhiều vấn đề nhất. Em xin lỗi anh. Có vấn đề chỗ nào thì đi giải quyết chỗ đó. Để em đi chuẩn bị. Được rồi, để anh đi một mình. Mấy đứa ở nhà lo các công chuyện còn lại. Nhớ, không cần thiết, đừng sinh thêm kẻ thù. Dạ. Dạ, em xin lỗi anh. Đuôi hả? Mày nhìn tao gì hả? Má mày! Ê! Chạy! Mày đi đâu? Anh không biết hả? Bọn này là giang hồ của này đó. Giờ sao? Tao đập mày chứ làm sao? Bọn nó đâu có được mày á. Quên mày! Quên! Đúng đi! Đúng! Hôm nay tao ăn chay không có lộn được. Ăn một ngày đi ba. Ai ngồi đây? Lòng tao cứng lắm. Cứu không ăn người. Ở cây bảy tám chùa. Thí chủ huynh nói xong chưa? Thả nó xuống đi, cho tôi lộng xác nó về nha. Coi chưa? Quái thiệt, cây muốn lặn mà gió không có muốn ngừng. Vừa lòng tụi bay chưa? Cuối cùng tao cũng đã cứu được mày. Ôi cái con mẹ mày! Đại ca Bi đã từng nói khu chợ nghèo này không được thu tiền bảo kê. Tụi bay quên rồi. Đại ca Bi là cái chó gì? Mày không biết Đại ca Bi hả? 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 Đừng bao giờ giỡn mặt với Đại ca Bi. Nghe chưa? Biết. Tụi mày nhớ nha,
Đây là em. Mạnh tay rồi đó mày đại ca à. Tao không hạ được. Mày nghĩ sao? Mày suốt ngày để bị đánh rồi mày về đây kiếm tao hả? Mày nghe mày! Em không muốn gây chuyện với nó. Em nghe nó nhắc tới hình đại ca Bi. Mày nói cái gì? Nó nói nó là đàn em của thằng đại ca Bi. Đại ca Bi? Lại là thằng đại ca Bi? Mày muốn diệt đường sống của tao hả? Đi, tao cho mày dẫn thêm đàn em tới chém chết mẹ tụi nó cho tao. Dạ, cảm ơn đại ca. Ông già tao lúc nào cũng chỉ biết đại ca Bi, đại ca Bi. Ông chưa bao giờ coi thằng con này ra gì. Làm việc nhà là phải có quy tắc của làm việc nhà, chứ không phải muốn làm là làm. Làm là phải làm từ thấp lên cho tới cao. Mày mới làm xong cái phần ở giữa rồi, bây giờ leo lên lau cái điều chỉ nhà đi. Nhanh. Rồi hey, giỡn thôi. Đừng hiền lành như vậy, lau mất thời gian lắm. Thích Huynh, trong nhà này Huynh là người cao nhất. Chút xíu nữa nhón lên liếm đi. Tao không có rảnh mày à. Sao quần áo mặc mà không ủi cái gì hết vậy? Sao vậy? Nhăn nheo hết tùm lum. Đó là đồ của tao đó. Thôi nó có mượn đồ người ta nữa chứ. Đang nhà ở đậu, không có đồ mặc tao cho nó mượn đó. Rồi xong chưa? Rồi đứng lên cây ăn ten đi, trời sắp xỉn mưa rồi kìa. Đứng lên trên chơi. Nhìn cái gì? Giỡn thôi. Tại không muốn nói chứ bây giờ có nói đi nữa mày cũng phải làm nữa. Hiểu không? Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi, quần áo thì mặc ké. Trời ơi đất ơi, bằng chải đánh răng mà còn đánh chung nữa. Hồi sáng này tao không hề đánh răng. Tao bước vô cái toilet cái bàn chải nó tà đầu là tao biết mày đánh rồi. Đây nè, tao nói có sách mắt có chứng mày đánh răng cái kiểu gì. Mày đánh cái kiểu gì cái cây bàn chải? Mày ấy mày thọt trong cuốn họng mày, mày giải hả? Mày giải hả? Mày đánh cái kiểu gì cái cây bàn chải nó như vậy? Hả? À? Trời đất ơi. Tao đâu? Ê mày làm cái gì vậy? Tao đang quạo, tao giục thôi ba, để con giữ lại để con đánh ba. Trời. Như vậy mà mày đánh được luôn hả? Cái thứ của mày á, ăn giờ ở đậu người ta. Bàn chải đánh phải ngó chứ. Mày đánh răng hay mày núi vô cuốn họng rồi vậy hả? Quét mày. Nhanh nhanh lên đi. Thứ gì? Ủa? Mà tên hai anh sao kỳ vậy? Gì? Thích Huynh á hả? Ổng lấy thích á là tại vì á ổng muốn vô những cái hội Phật đản của ổng, hiểu không? Cho nên ổng mới lấy cái tên đầu của ổng là Thích. Còn anh? Còn tôi hả? Lý do mà tôi lấy tên gì nè là bởi vì tôi muốn đứng thứ nhì. Tôi chỉ thua một người thôi, nghĩa là tôi muốn dưới một người mà trên cả vạn người. Người đó chính là Đại Ca Bi. Lúc đó tôi sẽ đi theo ổng để làm những chuyện trượng nghĩa. Cái ước mơ của mày á, ước mơ của mày y như là ước mơ của O Trang Trí vậy đó. Ai? O Trang Trí hả? Ờ. Ủa thằng đó nó Việt Kiều Tây Nguyên hả? Chứ O Trang Trí là gì? O Trang Trí là y chang chó đó, đó mày. Mày hiểu không? Mày tưởng sao mà cái tướng mày, ước mơ là đại tướng ruột của Đại Ca Bi. Cái tướng của mày đó mà chưa thấy được cái đôi dép của người ta là cái gì nữa. Ước mơ của Đại Ca Bi đó. Mày nằm mơ đi mày. Kệ tao. Gom vô
tớ lùa nó vô đi chứ đứng cái cười mỉm chi cái gì nữa. Ê, ê. Trời ơi, mày cười sao mà trời gầm luôn vậy? Lũ lùng tới nơi luôn rồi kìa. Lại trời ơi. Ê, gì vậy? Ôi. Gì đâu? Mày, mày đập con chúng là mày đập cái gì? Mày, đợi tôi tới ai? Mày đập cái gì? Mày, đây, thằng kia, tao biết mày trong hội Phật giáo nhưng mà bây giờ căng thẳng mày, mày phụng tao đi. Mày, cái tướng mày bự quá mà, mày. Mày muốn ra con mày bớt cái gì vậy? Mày bự con, mày phụng tao không? Bây giờ ai được? Bây giờ mày có phụ không? Một, hai, ba, mấy anh dạng dạng lại, vô hết. À, không có. Ủa, mấy anh ơi, em mồ côi á, không cha mẹ, nhà không có gì ăn ngon, cho anh ăn đỡ chi lèo cho nó mát. Bảy, còn một cái trứng gà trong tủ lạnh nữa mày. Má, tao để dành tối anh em mình dằn bụng đó. Tụi nó đến đánh phòng mình đó. Sáng giờ tao thấy mày chửi nó dữ lắm luôn á. Không phải, cái lúc chọi bằng chải là tại quạo quá. Mày cũng chửi nó dữ lắm. Tao đâu có chửi đâu. Tao thấy nó quét sạch sẽ quá, tao rải hồng dưa cho nó quét lại từ đầu thôi. Ê, giờ có cách nào làm cho anh không chửi không? Có. Cách gì? Mày làm sao cho nó quýnh mà lại từ đầu đi. Ê, nhà còn cái gì ăn không? Tao đói bụng quá. Ô. Làn mây cuốn trôi về đâu, gió ơi đường xa xuống đây, gió như là em thôi mát lòng anh, gió ơi đường xa nhé em, tình yêu anh trao về em nguyện như mây gió kia, cho dù qua muôn ngàn năm vẫn thế, dù ngày sau ra làm sao tình yêu không đổi thay, ta cùng nhau vai kề vai suốt kiếp. Wow, wow. Và nếu như anh được làm mây bay cùng với gió dìu nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu. Dù phong ba cầm tay nhau vượt lên trên ngõ. Người anh
em chúng ta mãi kiên cường vô định. Song hành tôi bên anh kề vai chốn trần gian, từng bước đi thăng trầm ngàn sóng gió màn chi. Khi hoàn nạn bên nhau có phước ta cùng chia. Có cần em cho người đến cảnh cáo tụi nó không? Không cần. Đó là chuyện của anh. Vụ bắt cóc em đã giải quyết xong rồi. Mà thằng chủ mưu á, nó đã từng mang lời của anh. Nó hứa sẽ hoàn lương. Là thằng nào? Pháo nổ. Bởi vậy á, em giao nó cho công an rồi. Anh không cho ai cơ hội lần hai đâu. Bỏ đi. Ba đứa lo chuyện đánh nhau ở khu đại phi. Nhớ, đừng cho công an nhúng tay vô. Đại phi, đây không phải là lỗi của em. Lỗi là do quả đen. Em muốn căng địa bàn của mình, phá nhóm mình. Cứ vậy đi. Nhớ, không có chuyện gì đừng gọi cho anh. Dạ. Thời gian hững trôi, có bao lâu hỡi người. Anh cần kề bên tôi, gặp nhau chính là duyên. Mình hát giữa cuộc đời, mình nhấp chén rượu cay. Giang hồ bao gió sương, không đổi thay nghĩa tình. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em. Không có gì đâu, chỉ là cảm xúc thôi mà. Vậy ba em đâu? Ông ấy cùng với vợ ra nước ngoài sống rồi. Mẹ tôi chỉ là một nhân tình chung thủy đến ngu ngốc. Gia đình họ không có chấp nhận ba mẹ em. Ông ấy thì cũng không cho em gọi ông ấy bằng ba. Căn nhà mẹ em đang sống là thứ mà ông bố thí cho hai mẹ con em. Người ta nói mẹ em làm đĩ để có được căn nhà đó. Còn em thì... Thôi em đừng nói nữa. Để cho quá khứ nó qua đi. Anh đúng là hậu đầu thiệt á. Có cái chìa khóa rồi mà cũng khóa cửa xong rồi dùng ở chỗ. Lạ lắm hả? Tôi khóa cửa tôi dùng cái chìa khóa ở trong nhà là bình thường. Hôm bữa tôi vô toilet mà tôi không tắm kìa má. Bởi vậy quên trước quên sau, cho nên cái quá khứ của anh mới tồi tệ như vậy đó. Quá khứ gì? Dễ gì kể bồ. Ê, mày thù quá khứ tao mà kể không nghe đi. Tao không muốn nói đâu đó. Mà muốn thì để kể cho nghe. Quá khứ nó là như vậy nè. Người anh em chúng ta mãi kiên cường vô định. Song hành tôi bên anh kề vai chốn trần gian, từng bước đi thăng trầm. Ngàn sóng gió màn chi. Khi hoàn nạn bên nhau có phước ta cùng chia. Thời gian hững trôi, có bao lâu hỡi người. Cho anh mày đứng đây. Kề bên tôi, gặp nhau chính là duyên. Đại ca chết rồi, giờ sao đây? Quần mình chết hết rồi hả? Bây giờ làm cái gì đây? Ê, khoan đã. Bình tĩnh lại đi. Xin không được chỗ này thì mình đi xin chỗ khác. À, cớ gì mày phải tự sát chứ? Yeah.
Hèn, nhục thế ớn luôn, quải của cải thiệt. Cười đủ rồi. Cái quá khứ của tôi không có cái gì mắc cười hết. Cái quá khứ của mày mới là mắc cười đó ha. Thôi nha, hồi nãy là tao không muốn kể, đúng không? Nhưng mà nói thì tao kể thôi. Kể đi. Kể hả? Hơ, yên tâm, tôi thuộc hết luôn nguyên cái quá khứ của ổng. Sinh ra là hữu duyên, sinh ở đâu, làm con của ai đều là tiền duyên nghiệp báo. Vì vậy đừng có bao giờ hận trách số phận của mình nữa. Hiểu không? Uống nước đi. Nói năng đừng có chăm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. Thôi thì ba nói cái gì vậy? Ba đi đại đi, đi vô chổng hỏi thầy, nó nói mấy cái này con đâu có hiểu đâu. Huynh, vô chổng với giữ gìn sức khỏe nha. Trời ơi, đi tu mà giữ gìn sức khỏe hả? Được rồi, hai đứa đi. Quân tu đây nha. Anh hả? Giờ bọn mình đi đâu chơi vậy? Ai biết, mới trúng số mà. Giờ đi mua trái số tiếp. Phật ơi, cô chưa chút bỏ được hồng trần, xin ngài cho con thêm chút thời gian nữa. Ê thằng quỷ, trúng số mà đâu tao mày? Chơi gì vậy? Ba cái vô có bữa đứng. Đúng rồi. Mày cười gì? Mày cười. Mày làm cho mày hay lắm vậy đó. Tôi ngại chứ yêu đương đơn phương. Đại ca bi. Mày không biết mày thấy được cái gót dài người ta hay là cái tà áo người ta chưa nữa. Yêu tào lao. Nè, nói gì thì nói chứ đừng đụng tới người yêu trong mộng của em nghe chưa? Bi. Em yêu đại ca Bi lắm hả? Phải, tôi yêu đại ca Bi đó. Trời ơi, yêu thì làm ơn tìm hiểu giùm chút xíu đi. Chưa có tìm hiểu kỹ gì hết. Yêu gì vậy? Danh vọng hả? Hay tài năng? Ăn một miếng xôi đi ha, chứ đói bụng á. Ăn một miếng đi. À không ăn nếp hả? Nóng ha. Vậy thôi mình ăn miếng chả lụa nha. Tuy không biết hiệu nhưng chắc vẫn có bột. Vậy thôi không ăn chả lụa gì, nếu có lạc miệng thôi ăn một miếng chả bông đi ha. Thôi đi, tới giờ này mà còn giỡn được nữa hả? Mày giỡn hoài. Alo. Ê, đâu ạ? Thợ sửa chìa khóa tới rồi. Để đi với mày. Đói bụng mà. Ủa, sao mày ăn ít vậy? Mình nhường cho tao hả? Không phải, tại tao có hộp mới. Ê, không biết đâu vậy? Biết đâu. Thôi, lên nhà đi. Ủa? Anh không về đó hả? Mấy ngày nay mấy người bọn họ lo cho anh lắm, còn đi tìm anh khắp nơi nữa. Nếu một tình yêu xuất phát từ danh vọng và tài năng thì sẽ như thế nào?
Vậy thì phải coi nó tồn tại được bao nhiêu lâu. Ý em là... Bởi vì có những thứ mất đi thì tình yêu cũng sẽ mất theo. Tình yêu xuất phát từ đây nè, mới bền lâu được. Còn thằng Quả Đen, chuyện đó của anh để anh tự giải quyết. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói tôi anh ấy không bị nội thương nghiêm trọng, nhưng phải mất ít nhất 6 tháng thì mới có thể bình phục. 6 tháng? Trong vòng 6 tháng anh ấy không thể ăn, chỉ có thể uống, bởi vì phần quai hàm của anh ấy bị thương nghiêm trọng. Cao đi! Đại ca Bi không thích tụi bay đánh nhau ở đây. Bây giờ tụi mày muốn tự giải tán hay muốn đối đầu với đại ca Bi? Đại ca Bi hả? Đại ca Bi của tụi mày là cái gì mà tao phải sợ hả? Nó chỉ là một thằng chết nhát thôi, không dám xuất hiện ở đây. Tụi mày hiểu chưa? Hả? Tao đúng không tụi mày? Sao? Khó thở không? Sao không dọn chuyện nữa đi? Tụi bay với mấy thằng lính cốc kéo, thằng Quả Đen thôi. Biết! Tụi mày nhớ đó. Dạ tụi bay. Còn tụi mày đó, biết. Đi theo tụi bay. Thả người. Cũng đông quá ha. Lại là tụi bay nữa. Sao chuyện gì của tao cũng có đại ca Bi của tụi bay xí vô vậy? Đợi tao xử xong thằng Vũ, tao sẽ xử tới đại ca của tụi bay. Cá Bi. Một ngàn trùng qua đời đại dương, ta gào thét sẽ không trời xanh. Hồng trần kia nguy nan, dù bão trong gây bão giông ngày gì khốn khó. Anh và tôi không chung dòng máu, nhưng thề tiếng bước đầu mới dành. Bao lời danh từ nay chúng ta. Chuyện cá nhân của anh không cần biết là chuyện gì, nhưng đụng tới đại Cá Bi là đụng tới tụi em. Chuyện của anh cũng là chuyện của tụi em, mình là anh em mà. Nói gì thì nói chứ em cũng đang ngửa tay nó rồi. Mày tới đây sao? Mày thích chơi kiểu gì?
đừng thách thức tao. Tìm công việc thích hợp cho hai tụi nó. Dạ đại ca. Anh. Em ra ngoài đó. Anh có yêu em không? Vậy em có yêu anh không? Em yêu anh. Em yêu đại ca Bi hay em yêu Vũ? Gió như là em thôi mát lòng anh. Gió ơi đừng xa nhé. Em muốn biết câu trả lời không? Tình yêu anh trao về em nguyện như mây gió. Anh yêu em. Cho dù qua muôn ngàn năm vẫn thế. Dù ngày sau ra làm sao tình yêu. Nhưng nếu một ngày nào đó đại ca Bi trở thành Vũ thì em còn yêu anh không? Nếu như anh được làm mây bay cùng với gió dìu nhau đến tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu, dù phong ba cầm tay nhau vượt lên trên ngút nhà, mình tạm xa nhau đi. Ta phải rời xa nhau, đừng rẽ lối vì anh chỉ muốn yêu mãi một người. Hãy để cho anh được gần bên em và cùng sánh bước, tình yêu ta sẽ không xa cách rời, là gió cùng với mây. Em yêu đại ca Bi lắm hả? Phải, tôi yêu đại ca Bi đó. Tình yêu anh trao về em nguyện như mây gió kia, cho dù qua muôn ngàn năm vẫn thế. Dù ngày sau ra làm sao tình yêu không đổi thay, ta cùng nhau vai kề vai suốt kia. Và nếu như anh được làm mây bay cùng với gió dìu nhau đến tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu, dù phong ba cầm tay nhau vượt lên trên ngút ngàn, đừng để đôi ta phải rời xa nhau, đừng rẽ lối vì anh chỉ muốn yêu mãi một người. Hãy để cho anh được gần bên em và cùng sánh bước, tình yêu ta sẽ không xa cách rời. Và nếu như anh được làm mây bay cùng với gió dìu nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu, dù phong ba cầm tay nhau vượt lên trên ngút ngàn, đừng để đôi ta phải rời xa nhau, đừng rẽ lối vì anh chỉ muốn yêu mãi một người. Hãy để cho anh được gần bên em và cùng sánh bước.